Bỏ thì bỏ nhưng mà mình cũng cố gắng mình làm đó để mình lấy lại, chứ lấy lại phong độ chứ. 828 nha, 828. Rồi cái này có cái hòn gốc ở đây đo được là 30 nha. Đây là một cây sơn liễu VIP thành phẩm nha cả nhà. Sơn liễu VIP thành phẩm luôn. Cây cao đến ngọn là 46, cao đến ngọn 46. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 27. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 3 triệu rưỡi bao ship luôn nha. 3 triệu rưỡi bao ship. Cây này thì nhà vườn sẽ rút bỏ cái chậu này và sẽ sang qua một cái chậu nhựa nha. Sang qua một cái chậu nhựa đi cho nó an toàn. Sơn liễu thành phẩm nha. Cây này cây khủng luôn. Mã số là 828. 3 triệu rưỡi bao ship cho cây sơn liễu khủng này luôn đó nha. Đó, sơn liễu thành phẩm VIP này luôn. Nhà mình xem tham khảo nha, được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Đó, cây này rất là ok luôn nè. 828. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Nếu mình xem offline lại còn thì ủng hộ nhà vườn luôn. 97 là một cây trắc dây bonsai lá nhỏ nha. Trắc dây bonsai lá nhỏ, cây này bán thành phẩm rồi. Đó. Lũa là lũa nguyên rinh luôn nha. Cây này có lũa thép nguyên rinh luôn, chưa có tác động máy móc gì luôn nha. Đó. Cái phần lũa này là nguyên rinh này, chỗ này thì có bào tí xíu cái chỗ cái đầu cắt nha. Đó. Rồi, cây này có cái hòn gốc ở đây đo được. Hòn gốc ở đây đo được là 51. Hòn gốc đo được là 51 nha. Cây cao. Cao là 40. Đang nằm cái bầu ươm là 36, đang nằm chậu bầu ươm là 36. Rồi, cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh 1 triệu 8 bao ship nha. 1 triệu 8 bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. 1 triệu 8 bao ship. 1 triệu 8 bao ship nha. Là một cây trắc dây bonsai lá nhỏ luôn. Mã số là 897 nha. 1 triệu 8 bao ship. Cây này đã thùng lâu rồi. Đó, cây này nó đang nằm chậu. Mà đều cái chậu nuôi nó nặng quá nên phải rút ra thôi. Đó, rút ra rồi mình bón cái gì đó, rồi giao lưu thời gian nếu mà không được đó, thì mình lại vô chậu lại đó. Chuyển máy hãy chậu vô chuyển cỡ dài 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 cây vô. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha, 1 triệu 8 bao ship cho cây trắc dây bonsai lá nhỏ này luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn, nếu mình xem offline lại còn thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Mã số là 52 nha. Mã số 52 là một cây hải châu lá nhỏ, toàn rinh thiên nhiên luôn nha. Đó, cây này hàng biển đảo, lá nhỏ thiên nhiên luôn, sống khỏe. Cây này hoành thì hoành ở đây đo được là 7 cm. Cây cao nha. Cao là 90. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 350k bao ship luôn nha. 350k bao ship luôn. Hải châu lá nhỏ biển đảo sống khỏe. Cái này về mình chỉ việc sang chậu là ok thôi. Ở sang chậu thêm chất trồng là ok thôi nè. Cả 250 nhỉ. 250 cái cây mới nãy lên trước á phải không chú? 250 chơi luôn. Cây mới nãy là anh báo 300 đúng không? 300. Nếu mà cây 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 đầu tiên á thì chốt cho chú được 250, còn cái cây này thì không được. Không, cây này thì không cứ được. Lên lại cho chú tăng coi thử đi. Ok này. Rồi cây này chốt sống khỏe luôn. Hoành này hoành chắc cỡ tầm cũng bằng ngón cái. Cây cao. Cao là 75. Cao 75 nha. 250k bao ship luôn. Mã số là 88 nha, là một cây hải châu lá nhỏ biển đảo luôn nha. Cây sống khỏe luôn. Mã số 88. 250k bao ship. Nhà mình xem tham khảo được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. 30.000. 2 cây 50.000. Rồi mã số 88 nha, 250k bao ship cho cây hải châu lá nhỏ biển đảo này luôn. Cây sống khỏe nha, mình yên tâm nha. Cái này về mình chỉ việc tháo cái bọc này ra, lên chậu thêm chất trồng là ok thôi. Đó, và nhớ mua 2-3 cây trở lên nha, để cho nó đậu trái nó dễ hơn. Rồi, mua một cây. Dạ rồi nhà vườn xin qua cái này luôn, nếu mình xem offline lại còn thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Đó là 705 nha. 705 là một cây hải châu lá nhỏ biển đảo, hai thân chung cốt luôn. Cây này thì hoành thân cỡ tầm bằng cái ngón trỏ thôi. Cây cao. Cao
cao là 70. Đó, đang nằm cái bầu ươm là 22. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh, dọn vườn là 250k bao ship luôn. 250k bao ship luôn đó nha. Mã số 705 là một cây hải châu lá nhỏ biển đảo. Sống khỏe nha. 250k bao ship, mã số là 705. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha. Được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Dạ rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. 90390 là một cụm mung sừng lũ quách âm thân luôn nha. Đó, cụm này lũ quách âm thân này rất là duyên dáng luôn. Lũ này là lũ thép luôn nha. Lũ thép hết luôn. Đó, cụm sống rất là khỏe luôn. Cái này về mình chỉ lên chậu nữa là ok thôi. Lên chậu nữa là để cho nó bung luôn. Đó. Cái này mình cứ dựng lên. Mình cứ dựng hết gì luôn cũng được nè. Đó, mình cứ dựng rừng thôi thì nó sẽ khoe được cái lũ này. Đó. Tại vì cái này nó đẹp là nhờ cái lũ này. Đó, mình dựng luôn. Mình dựng luôn. Đó. Rồi cái này có tổng hoành nha. Mã số là 360. Tổng hoành. Đó, tổng hoành này. 110 nha. Tổng hoành 110, em nó đã có trừ hao rồi. 110. Cao thì cái này thì không cao lắm đâu. Cao cỡ tầm 20 cm thôi. Bầu ươm nha. Bầu ươm là 52. Bầu ươm 52 nhân cho 38. Bầu ươm nhân 52 nhân cho 38 nha. Rồi, cây này nhà vườn em xin giao lưu là 1,2 triệu bao ship luôn. 1,2 triệu bao ship nha, cho cụm mung sừng này luôn. Nhà mình xem tham khảo được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. 1,2 triệu bao ship cho cụm mung sừng lũ vách âm thân, sống khỏe nha. Đó. 360, 1,2 triệu bao ship. Nhà mình xem tham khảo được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Nếu mình xem offline lại còn thì ủng hộ nhà vườn. 562 là một cây hải châu lá nhỏ, biển đảo sống khỏe luôn nha. Đó, cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh là 250k bao ship luôn. 250k bao ship nha. Hoành cái thân thì cỡ tầm bằng cái ngón út nè. Thân bằng ngón út nha. Cây cao. Cao cỡ tầm 70. Cao tầm 70 nha. Bầu ươm thì có tầm 16. Đó, 250k bao ship, mã số là 562. 250k bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. 562. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Nếu mình xem offline lại còn thì ủng hộ nhà vườn luôn. Ca luôn. Mã số là 890 nha. 890 là một cây hải châu lá nhỏ biển đảo. Đó, cây rất là già sống khỏe rồi. Cây rất là già sống khỏe rồi. 180k bao ship. Nếu ai có đơn rồi gộp 150k luôn nha. Đó, còn thích thì 160k cũng được. Dạ rồi, mã số 890 nha. 890 là một cây hải châu lá nhỏ biển đảo luôn nha. 180k bao ship nha. 180k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Nếu mình xem offline lại còn thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Ôm đá không em? Dạ, sâm hương ôm đá, ôm tượng thì bên nhà vườn em hết nha. Chỉ còn ôm lũ thôi. Ôm lũ với lại ôm ôm thôn nữ. Với lại không ôm nữa. Với lại không ôm nữa. À, dạ có sinh nhật nha anh. Sinh nhật mới nãy mình còn mà không? Ừ. Dạ bên em còn cây sinh nhật nha anh nha. Rồi mã số là 843 là một cụm rừng linh sam, rừng rinh nha, lũ thép luôn. Cụm này là chưa có ghép gì luôn nha. Rồi cụm này có tổng hoàn là 72. Tổng hoàn 72 nha. Trừ hao đi, còn lại 70 đi. Cây cao đến ngọn là 53. Cao đến ngọn là 53. Đang nằm cái bầu ươm. Cái bầu là 40 nha. Cụm này nhà vườn xin giao lưu là 2,3 triệu bao ship luôn. 2,3 triệu bao ship cho cụm linh sam rừng rin này luôn nha. 2,3 triệu bao ship. Nhà mình xem tham khảo được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Đó. Cụm này liền cốt luôn nha. Cụm liền cốt luôn, lũ thép. 2,3 triệu bao ship. Ôm sơn nữ là sao? Y luôn, khói nhất là ôm sơn nữ. Rồi mã số là
843 nha. 2300k bao ship, 2.3 bao ship nha. Cho cây linh sam rừng riêng này luôn. Đó, rất là già luôn nha. Rất là già luôn. Lỗ thép luôn. Cái này là lỗ thép rinh của cây luôn nha, chưa tác động máy móc gì luôn. Lỗ thép nè. Đó. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Nếu mình xem offline lại còn thì ủng hộ nhà vườn luôn. Dạ rồi, em rất cảm ơn anh nha, rất cảm ơn cả nhà. Dạ rồi, mã số là 340. 340 là một cây trà Phúc Kiến, bùm sụm hay còn gọi là trà Phúc Kiến nha. Tiếng Trung Quốc gọi là Phu Chen Trá. Đó, nhưng mà nó có nhắc tới cái từ trà, nhưng mà mình không biết là lá nó là có uống trà được hay không thì mình không biết được nha, nhưng mà trái của nó thì ăn được. Đó, những cái dòng này thì nó họ trái mình năm thôi. Đó. Nhưng mà mình đừng có lầm tưởng cái thằng này với lại thằng Oro nha. Thằng Oro là nó khác. Thằng Oro là cái lá nó là có gai, cái khứa gai luôn, còn cái thằng này là lá nhám. Đó, tại vì có rất là nhiều người là lầm tưởng giữa thằng này và thằng Oro. Đó, và cãi lộn luôn. Gọi điện thoại cãi lộn trực tiếp luôn. Bắt đầu mình bực mình quá, mình nói bây giờ anh quay lại trực tiếp cho em. Cây Oro. Dạ rồi, đây là một cây bùm sụm trà Phúc Kiến thành phẩm nha, form thiên nhiên. Cây này có cái hoành gốc ở đây đo được là 35. Hoành gốc đo được 35 nha. Cây cao đến ngọn lũ là 55, đến cái ngọn lũ này là 55 nha. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 31, đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 31 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 1.600.000 bao ship nha. 1.600.000 bao ship cho cây bùm sụm trà Phúc Kiến này luôn. Nhà mình xem tham khảo nha. Nói chung là trà Phúc Kiến là nó cứ ho trái quanh năm thôi. Nó cứ thích là nó ra, nó thích là nó ra. Chứ không phải như như con vợ em đâu. Nó thích là nó đuổi em, thích là đuổi em. Còn không thích nữa là nó thanh lý em luôn. Hôm năm ngoái mình có cây Oro không? Dạ Oro thì bên nhà vườn em lại không có nha. Còn anh Minh Kiều cho xem lại cây phi lao nhỏ bạn ơi. Dạ rồi nhà vườn mình xem tham khảo nha, được duyên thì ủng hộ cây bùm sụm trà Phúc Kiến này luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha.